một lô đất có vị trí vàng tại trung tâm thành phố biển Nha Trang, cách biển chỉ vài bước chân thôi. Và bây giờ em Trực sẽ quay trực tiếp cho quý anh chị nhà mình xem nha. Đây quý vị, đây chính là toàn bộ hình ảnh của lô đất. Thì lô đất mình tọa lạc trên đường Phạm Văn Đồng, về có vị trí khu Đông Mương, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang. Và đây là toàn cảnh khu dân cư của phường Vĩnh Hòa, góc Hồng Sịnh. Tuyến đường Phạm Văn Đồng đây thì nó kết nối từ cầu Tròn Phú B chạy thẳng về tới quốc lộ 1, tuyến Lương Sơn sẽ Vĩnh Lương. Thì lô đó mình là lô góc hai mặt tiền, có tổng diện tích là 65,2 m, ngang 4,5 m và dài là 14. Cái con đường mà nó có bậc thang lên như thế này quý anh chị là rộng khoảng chừng 3 m. Về tuyến đường Phạm Văn Đồng của mình á thì rộng tính luôn lòng là phần rộng khoảng là 34 m. Hướng chính của lô đất mình là hướng tây nam, hướng bên cạnh là hướng tây bắc. Và hiện tại là cái giá chủ đưa ra là 120 triệu, tính ra khoảng chừng là 7 tỷ 824 triệu cho một lô đất mà nằm trên mặt tiền đường Phạm Văn Đồng như thế này. Theo em nghĩ quý anh chị mẹ yêu thích thành phố biển, lô diện tích nhỏ như thế này là hợp lý để mình mua để ở, xây nhà, xây khách sạn. Thì ở khu vực này á thì có rất nhiều nhà nghỉ khách sạn quanh đây. Thì cái lô đất mình á thì đi khoảng một đoạn nữa rồi mình sẽ đi tới được bến Du Thuyền, thì gần đây. Cái hướng này quý anh chị, mình đi ra hướng ra Lương Sơn á thì mình sẽ ra được tới là bến Du Thuyền. Hướng này quý anh chị, ở đây mình thấy được bến Du Thuyền luôn. Và đối diện chúng ta chính là cái khu lóng biển. Đây chính là hai tòa tháp đôi La Luna đã hoàn thiện. Ở trên tòa tháp đôi La Luna có cái sân đậu máy bay. Về cái hướng này thì mình đi về thành phố Nha Trang. Và phía trước mặt chúng ta chính là khu dân cư Hồng Sịnh, khu Đông Mương. Ở đây là rất nhiều nhà nghỉ và khách sạn. Ở đây có hai lô nha quý anh chị. Cái lô xét nhà là một lô, là lô mình đó, là lô góc đây. Từ cái hàng gạch đây nè, mình đi ngang qua đây là 4,5 m, mình chạy dài lên đây tới sát nhà luôn là 14 m. Phòng biển thì gió rất là thoáng và rất là mát. Ở đây rất là nhiều biệt thự. Khu dân cư phía Đông Mương này hồi trước rất ít người, nay dân này rất là đông và càng ngày thì dân ở đây càng nhiều. Về nhân dịch vụ về mở nhà hàng ở đây cũng rất là nhiều. Ở đây có một cụm đường rất là đẹp luôn. Về ở trên mình thì gần núi Cô Tiên. Về từ vị trí lô đất của mình mẹ đi về tới trung tâm Nha Trang á, tới ngay tháp Đồng Hương á là khoảng chừng là 8 cây, và đi ra tới xã Lương Sơn á thì cách xã Lương Sơn á là khoảng chừng là 15 cây nha quý anh chị. Thì tuyến đường Lương Sơn rất là đẹp luôn.
Thành phố biển Nha Trang mình đa số là nhà hàng hải sản rất là nhiều, khu du lịch resort Vinpearl và nhiều bãi tắm rất là đẹp.